Ôi, sáng mùa Tết mà nó nắng như là gì luôn đó, nắng quá. Mùa Tết mà nắng vậy các bạn. Này nó bông ra này, này bông nó sẽ nó nở này. Này nở được các bạn. À, có nở được này. Đó, đây là mùa Tết. Chưa buồn đấy, đi 30 mùa trễ sao là muốn sáng một buồn thế nào. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year đây. Mai chiêu thủy đi các bạn. Nắng chút đi ha. Mặt này. Mặt ghét này. Lá thì nó cũng nở vào cái dịp này luôn. Còn cái này hôm bữa là vứt lá này, bây giờ nó nụ nó nở này. Đấy, trưa nay cho nó bung hết. Thì nó bung lắm. Lá là bông này. Đứng đây, đứng đây, đứng đây. Cây này không được chăm sóc, nhìn nó cũng hơi khủng khèo. Sáng từ buổi trưa đi xuân nhá, mùng năm cho đi xuân xuân á, xuân mùng năm. Xuân đã về, có chúng mình vàng, mây vàng trên nhà, chuông vàng ở đâu vậy? Chụp hình. Ai đi gì? Năm mới nhá, mọi người còn đang ngủ nhá, chứ chưa ai dậy hết đâu. Gì không nhận nha, nhận nha, đón lọc đầu đâu,
tượng nha. Mọi người đây đang ngủ đây coi, sắp bùng rồi đây à, thức cả. Cái gì hả? Đúng muốn khoái khẩu con nha. Đấy. Gì đúng ý thì nó ra. Vậy thôi, nhưng mà thích tham chơi. Chúc Tết để cho sự sống ở trong chuồng.